Chào mừng quý khán giả đã đến và quay trở lại với kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chúc tới quý khán giả sức khỏe, bình an và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý khán giả là lần đầu tiên đến với kênh, thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải. Cũng như thấy nội dung hay và bổ ích, thì hãy chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và nội dung ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình muốn gửi tới khán giả, đó chính là nội dung như sau. Tiên tri tiết lộ chấn động về dấu hiệu vàng của tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, được trời thương Phật độ, trúng số độc đắc, liên tiếp ôm trăm tỷ trong tay, đổi đời giàu to, cuối năm ăn Tết linh đình. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý mệnh chủ tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 thân mến, đôi khi con người ta đi hết một đời, chỉ để truy cầu hạnh phúc, giàu sang và công thành danh toại, thế nên vất vả làm lụng quanh năm suốt tháng, chỉ mong có một cuộc sống tốt đẹp mà thôi. Có người vẫn chẳng thể đạt được ý nguyện như mình mong muốn, vì ông trời không thể nào làm thỏa mãn hết tất cả các mong muốn của tất cả mọi người mà mỗi chúng ta phải làm. Phấn đấu cố gắng từng ngày và biết nắm bắt thời cơ để xoay mình đổi vận, tin nhắn này được gửi đến cho quý khán giả, những người đang nghe đến cuối. Hy vọng khi quý khán giả nghe được thì có thể vui lên, nếu đang giận dữ thì hãy cười lên, nếu đang buồn bã, nước mắt nhòa thì hãy để mọi thứ trôi qua. Và trong lá số tử vi này, kênh Minh Đường Tử Vi rất hoan hỉ được chia sẻ tới quý mệnh chủ tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, về dấu hiệu vàng mà mệnh chủ được thần Phật độ mệnh, trúng số độc đắc, phát tài đổi đời, giàu nứt đố đổ vách. Vậy quý khán giả, mệnh chủ Tân Hợi cùng Minh Đường Tử Vi theo dõi hết video này để biết mình có sở hữu những dấu hiệu may mắn này không nhé. Kính thưa quý mệnh chủ tuổi Tân Hợi thân mến, Tân Hợi không thể giải thích được cảm giác của bản thân mình ở thời điểm bây giờ. Tân Hợi đã quên mất những cảm xúc đơn thuần như buồn đau, vui mệt. Những dòng cảm xúc hiện thời nó phức tạp hơn nhiều lần như thế, nó chồng chéo, chằng chịt lên nhau hơn nhiều lần như thế. Nó có thể khiến Tân Hợi vừa cười, vừa đau, vừa trông chênh, vừa chán nản, tự an ủi, xen lẫn với cùng cực, suy tư, tay tự bóp vai mà cảm nhận như cả một trời gánh nặng. Nhưng mà vẫn phải bình thản mà vui cười, vẫn phải nghị lực và lạc quan, lắm lúc chỉ muốn nghỉ ngơi, buông xuôi, buông bỏ. Nhưng sau khi nghỉ ngơi là gì? Không ai biết, cũng không dám nghĩ, hay là muốn biết. Cho nên bạn đành gác cái yếu ớt này qua một bên, nhốt nó vào phòng kín trong tâm hồn, sau đó lại đấu chiến với đời. Bạn là một Tân Hợi trong cuộc hành trình nhân sinh, từng có thời điểm suy tư đến thế. Xin chia vui, nếu bạn đã vượt được thì qua vỗ vai bạn một cái. Nếu bạn còn đang phải đối diện thì ôm bạn một cái. Nếu bạn đang xảy ra thêm biến cố, vì Hợi phải thay lông thì mới có thể lột xác. Cho nên ngoài việc động viên, mặc nhiên nhìn bạn chiến, có lẽ rất ít ai có thể can thiệp vào cái sự việc khó khăn của bạn. Ở lúc này đây là một Tân Hợi, từng có những thời điểm đứng ở đỉnh của nhân sinh, nơi mà xung quanh mình hoan nghênh ngưỡng mộ, từng có thời điểm thấy vậy là xong, thấy thế là ổn. Những gì mình cần làm, đơn giản là túc tác duy trì, sau đấy già đi nuôi cá, chơi chim, trồng hoa cỏ, cái định đấy chỉ như đóa phù dung sớm nở tối tàn, vì ý trời trêu ngươi. Cho Tân Hợi lên đỉnh sớm, rồi lại dập Tân Hợi xuống đáy, một cuộc nhân sinh mà tiền tài, tình đời, người thương, bạn bè, họ hàng, huynh đệ ruột thịt, xã hội đều quấn vào nhau, xoay ra trăm nghìn thử thách, hòa với nhau tạo ra trong thứ khiến Tân Hợi càng đáng cười, để cuối ngày dài nhìn lên trời cao lọng gió, thở một hơi dài thấy mỏi mệt suy tư. Tân Hợi cứ nhớ là, nếu chúng ta hy vọng, thì chúng ta sẽ lại thật nhiều thất vọng, bằng một cách nào đấy, bằng một nguyên nhân nào đấy, mệnh số sẽ lại thử thách, vùi dập niềm tin, có rồi lại mất, ổn rồi lại hỏa, mà dễ rồi lại khó, thành rồi lại tan. Vì cái đoạn trước 45 tuổi của Tân Hợi chính là thế, cái mà trời phạt cũng lắm cảnh. Do bản thân Tân Hợi tự tin vào cái khả năng của mình, mà vô tình bạn tự đẩy mình vô thử thách. Nhưng dù có bao nhiêu lần thất vọng, bao nhiêu lần bị vùi dập, Tân Hợi sẽ lại một lần nhen nhóm niềm tin, sẽ lại một lần thấp lửa hy vọng, luôn là như vậy. Cho nên bạn đừng buồn vì bản thân là một Tân Hợi tự hào. Vì bản thân mình là một Tân Hợi để đến giờ có thể nói, dù vận suy nhưng tôi vẫn cố gắng, dù đời khó nhưng tôi vẫn kiên cường. Dù mất niềm tin vào con người, nhưng tôi vẫn lại một lần trao cơ hội, tin đời vẫn nhiều người tốt, tự hào vì Tân Hợi đã chiến, đã khai phá, đã vượt lười, đã cháy và cho trổ hết những hạt mầm năng lực của bản thân, tự hào vì Tân Hợi đã biết cách kỷ luật, tự hào vì nhờ nỗi đau mà tâm càng trở nên chai sạn, nhiều vất vả mà bản thân biết suy nghĩ, tư duy nhiều chiều và cuối cùng đôi khi nhìn như mệnh số ép, nhưng thực ra lại là con đường đúng để đi. Lắm khi nhìn như Tân Hợi không có ai, nhưng thực ra kể lễ hay không lại là do Tân Hợi lựa chọn.
tôi chọn chịu đựng gian khổ trong sự yên lặng, hơn là kể lể với ai đó là mình đang cảm thấy thế nào. Chiếc hộp của mệnh số, món quà mà vũ trụ này dành cho Tân Hợi, sẽ xuất hiện ở thời điểm mệnh chu kết thúc tuổi 45 đó. Và nếu tính theo âm lịch, tức còn 730 ngày để có một cái kết đẹp cho những gì mà Tân Hợi cố gắng, không quá dài cũng không quá ngắn. Nhưng mà tin tưởng món quà này, bạn là người xứng đáng được hưởng, cũng có thể bù đắp phần nào những vất vả mà bạn đã trao. Chỉ là những vết sẹo tổn thương sẽ luôn còn mãi, tự chờ Tân Hợi chữa lành bằng nụ cười vô tri. Nhiều điều tôi biết, nhưng mà tôi không muốn nói nên, thế nhưng tưởng tôi ngu si, mù mờ, thế cũng được, lật mặt làm gì, để lại phải đau thêm. Đầu tiên là đặc điểm tính cách của người tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Hòa đồng, thân thiện là nét tính cách đặc trưng thường thấy ở tuổi Tân Hợi. Họ thích kết bạn với những người có nhiều điểm tương đồng với mình về suy nghĩ và sở thích. Đối với bạn bè thân thiết, họ luôn đối xử bằng tấm lòng chân thành và sự quan tâm chu đáo. Việc họ đấu khẩu hoặc chỉ trích người khác là điều không bao giờ xảy ra. Chính vì thế họ luôn giữ được mối quan hệ tốt đẹp với những người bạn tri kỷ trong suốt nhiều năm. Ngay thẳng và cương trực là những phẩm chất đáng quý trọng ở Tân Hợi. Nội tâm của họ rất đổi trong sáng, không bao giờ chất chứa những mưu mô toan tính, nói chuyện sâu xa, bóng gió, không phải là phong cách giao tiếp của họ, luôn vô tư thể hiện tâm tư, suy nghĩ thật của bản thân với mọi người xung quanh. Họ cũng ít khi nịnh bợ, không cúi đầu trước bất cứ ai để đạt được lợi ích cá nhân. Nhiều người có quan niệm sai lầm rằng Tân Hợi khá yếu đuối, nhưng trên thực tế họ là những người có lòng kiên trì và nghị lực mạnh mẽ đến khó tin. Ẩn sâu trong vẻ hiền lành là sức mạnh tinh thần ngoan cường, giúp họ đương đầu với mọi sóng gió. Để đạt được mục tiêu, họ sẽ không ngại khó, ngại khổ, để phấn đấu ngày đêm. Đối với họ, mỗi nỗ lực của bản thân đều đáng trân quý. Là khi đạt được thành công bằng chính sức của mình thì mới cảm thấy hạnh phúc và hãnh diện. Cho dù có thất bại thì họ vẫn cảm thấy mãn nguyện vì ít nhất cũng đã cố gắng hết mình. Tấm lòng hiền lương, đôn hậu của Tân Hợi luôn khiến mọi người phải kính trọng và quý mến, luôn sẵn lòng lắng nghe, san sẻ nỗi buồn với người khác. Đối với những người thân thiết, họ là người mang năng lượng động viên tích cực, luôn khuyến khích ý chí tiến thủ. Họ không bao giờ bâng khuâng trước những người gặp khó khăn trong xã hội, để đóng góp cho lợi ích chung của cộng đồng, luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động tình nguyện. Tân Hợi cũng được đánh giá là người hào sảng, phóng khoáng, không bao giờ tỏ ra so đo tính toán với mọi người xung quanh. Việc sẵn sàng bỏ một khoản tiền lớn ra để giúp đỡ bạn bè vượt qua khó khăn không phải là điều hiếm lạ. Ngay cả đối với những người xa lạ, họ cũng không ngần ngại giúp đỡ bằng mọi cách. Bù lại, những lúc họ rơi vào tình thế gian nan thì sẽ được rất nhiều người đến trợ giúp. Vốn là biểu tượng của sự hưởng lạc, họ luôn hướng đến cuộc sống nhàn nhã, thanh thản. Họ có phong cách sống và làm việc chậm rãi, khoan thai, nên thường bị hiểu nhầm là người lười biếng. Thực tế họ chỉ đang tìm cách cân bằng cuộc sống để tâm hồn không trở nên quá căng thẳng. Nhiều lúc có thể tự nuông chiều bản thân quá mức mà sa đà vào những thói ăn chơi lêu lỏng. Một lối sống trị lạc có thể ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe, tinh thần và thể chất của họ. Lời khuyên dành cho những người này là hãy tìm đến những vui chơi giải trí lành mạnh hơn. Nhược điểm cần khắc phục nhất của Tân Hợi chính là sự cả tin, dễ dàng đặt niềm tin vào người khác, kể cả những người mới gặp lần đầu tiên. Họ không hề cảnh giác với bất cứ lời nói hoặc hành động của mọi người xung quanh. Hơn thế nữa, họ cũng rất vụng về trong việc từ chối yêu cầu của một ai đó vì luôn cảm thấy áy náy khi không giúp được mọi người. Nên họ thường xuyên bị đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Những đặc điểm này sẽ khiến họ bị kẻ xấu lừa gạt, hãm hại. Họ phải rèn luyện tinh thần cảnh giác thì mới tránh được những mối nguy đang rình rập. Nam mệnh tuổi Tân Hợi, thổ nhỏ phải chịu cuộc sống thiếu thốn khó khăn. Bởi vậy họ sớm cố gắng phấn đấu nỗ lực để xây dựng cuộc sống ổn định đầy đủ. Khi trưởng thành, Tân Hợi gặp được nhiều may mắn, cơ hội để phát triển bản thân, càng về sau càng được hưởng tài lộc, phú quý. Là người sống lương thiện, nhân hậu, trong cuộc sống họ được mọi người yêu quý, mỗi lúc khó khăn đều được quý nhân phù trợ, ra tay giúp đỡ. Nữ mệnh tuổi Tân Hợi thường có vận số khá tốt đẹp về chuyện tình cảm, cũng như trong hạnh phúc hôn nhân gia đình. Tuy nhiên trong cuộc sống lại gặp quá nhiều trắc trở trên con đường sự nghiệp, cũng như tài chính, thời trẻ vất vả, về già được hưởng sung sướng an nhàn. Tổng kết cuộc đời nữ mệnh Tân Hợi, phải vất vả tạo dựng sự nghiệp khi còn trẻ, thế nhưng sẽ gặt hái được nhiều thành công khi bước sang trung niên, được hưởng nhiều phú quý. Về phương diện công danh sự nghiệp, Tân Hợi có tinh thần ham học hỏi, sống độc lập và giàu lòng nhân ái. Họ thân thiện, cởi mở, cũng trung thực và là chủ dựa vững chắc cho người thân và bạn bè. Trong công việc họ thể hiện mình là người có óc tư duy, có tinh thần sáng tạo, tầm nhìn xa trông rộng, tư tưởng tiến bộ, nhạy bén với thời cuộc. Tân Hợi rất giỏi quan sát, biết lúc nào nên tiến và khi nào nên lùi, linh hoạt ứng biến không ngại thay đổi,
họ làm việc tập trung cao độ. Chỉ cần xác định mục tiêu rõ ràng là sẽ sẵn sàng sang phẳng mọi trở ngại để tiến tới đích. Tuy nhiên, đôi khi ý chí chưa vững vàng nên gặp trở ngại dễ nản lòng rối trí, dễ chịu ảnh hưởng bởi dư luận, thấy người ta cười chê thì lập tức coi nhẹ bản thân, hãy nên vững lòng bảo vệ quan điểm của mình, tuy nhiên, đừng quá bảo thủ. Khi có vấn đề, điều quan trọng nhất là phải giữ được bình tĩnh, đầu óc tỉnh táo, thương lượng với mọi người để tìm ra cách giải quyết khắc phục hậu quả tốt nhất. Nam mệnh tuổi hợp làm ăn, chọn tuổi làm ăn phù hợp cũng chính là một trong những yếu tố tạo nên sự thành công cho mỗi con người. Nam mệnh Tân Hợi nên hợp tác làm ăn với những người tuổi Nhâm Tý, Ất Mão, điều đó sẽ giúp công việc được thuận lợi, may mắn và phát triển hơn. Ngày giờ xuất hành hợp nhất, theo tử vi chọn đời để làm ăn thuận lợi, phát đạt hơn, Tân Hợi nên chọn giờ chẵn, ngày lẻ và tháng chẵn. Để xuất hành, nếu muốn thành công thì cần phải thận trọng suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định, không nên dựa vào cảm tính. Nữ mệnh tuổi hợp làm ăn, nếu như chọn được đối tác làm ăn hợp tuổi thì sẽ khiến công việc ngày càng thuận lợi và phát triển, gặp nhiều may mắn. Và sau đây là vận trình tử vi chi tiết về các phương diện cuộc sống của tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971 như sau. Xét về phương diện sự nghiệp. Sự nghiệp của tuổi Tân Hợi có những bước tiến đáng kể trong thời gian này, dưới sự nâng đỡ của cục viện tam hợp, thời điểm này bạn có cơ hội gặp được người đồng nghiệp, cấp trên tốt, đối phương sẵn sàng chia sẻ cho bạn những kinh nghiệm quý giá, góp ý cho bạn những vấn đề còn tồn tại, để bạn tiến bộ nhanh chóng hơn. Chính vì thế, theo tử vi 12 con giáp chỉ rõ, trong mọi tình huống, mệnh chủ lúc này hãy luôn giữ thái độ khiêm tốn và cầu thị, quá trình lắng nghe sẽ giúp bạn tích lũy được nhiều kiến thức quý giá. Với người tham gia thi cử hoặc tuyển dụng, bạn cũng sẽ gặt hái được thành quả đáng mừng, cốt là bạn chuẩn bị đầy đủ những kiến thức cần thiết và luôn cẩn thận trong từng việc mà mình làm. Hãy thể hiện điểm mạnh của bản thân để gây ấn tượng với giám khảo hay người tuyển dụng nhé. Việc bạn lập kế hoạch làm việc cần căn cứ vào tình hình thực tế mà không nên ảo tưởng vào khả năng của mình hoặc lý tưởng hóa mọi việc. Chỉ khi đưa ra những mục tiêu cụ thể và đúng đắn, bạn mới có động lực để thực hiện và thực hiện đạt kết quả cao. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ nay đến Tết, bạn vẫn cần phải chú ý đến những tác động xấu do nguyệt lệnh lâm tử và ngũ quỷ đem lại nhé. Tiểu nhân vẫn luôn nhăm nhe tìm cơ hội khi bạn lơ là để quấy phá, chính vì thế dù có đạt được thành công, bạn cũng chớ nên chủ quan, làm việc gì cũng hãy cẩn thận, khiêm tốn, để ý đến cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Xét về phương diện tài lộc. Theo tử vi 12 con giáp chỉ ra rằng, công việc của Tân Hợi phát triển thuận lợi, cũng kéo theo tình hình tài chính khả quan, bạn có thể thu được một khoản tiền kha khá, giúp cải thiện cuộc sống, để dành tiết kiệm. Tam hợp nâng đỡ người làm công ăn lương, hoàn thành tốt công việc của mình, có thể được thưởng nóng hoặc cất nhắc tăng lương. Với người vừa tìm được việc làm, bạn kiếm được khoản lương đầu tiên trong công việc mới, việc đó đem lại cho bạn nhiều động lực để bạn cố gắng hơn, đồng thời giúp cuộc sống của bạn ít nhiều có cải thiện. Với người làm ăn kinh doanh, bạn cần nhạy bén để nhận ra đâu là thời điểm để ký kết hợp đồng làm ăn với đối tác, thời điểm này có nhiều thời cơ mở ra trước mắt, nhưng không phải cơ hội nào cũng đem về tiền tài dư giả. Bạn cần đánh giá tình hình và đối tác chính xác để đưa ra những sự lựa chọn phù hợp. Nếu có ý định mở rộng đầu tư kinh doanh, bạn cũng có thể xem xét thực hiện trong thời điểm này. Có điều bạn cần xây dựng những kế hoạch phù hợp với sức của mình mà không nên chạy theo xu thế, khiến tiền mất tật mang mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Thời điểm này, ngũ quỷ hung tin soi chiếu, chính vì thế đem tới ít nhiều tác động tiêu cực cho vận trình của bạn. Song bạn không cần quá lo lắng nhiều nhé, mà chỉ cần bạn làm việc cẩn thận thì không lo sợ tiểu nhân quấy phá, thậm chí bạn còn đoán được trước tình hình để chuẩn bị sẵn cách ứng phó. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo. Tân Hợi cũng có nhiều cơ hội đón tin vui trong chuyện tình cảm. Vào thời gian này, chỉ cần bạn mở lòng đón nhận thì ắt bạn sẽ tìm được người như ý. Với người còn độc thân, bạn được giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng. Đừng vội từ chối đối phương mà hãy thử dành thời gian trò chuyện và gặp gỡ. Rất có thể, bạn sẽ nhận ra người đó có rất nhiều điểm phù hợp với mình. Nếu có tình cảm với ai, bạn cũng có thể mạnh dạn bày tỏ trong tháng này. Chỉ cần bạn có những cảm xúc chân thành, rất có khả năng bạn sẽ khiến đối phương cảm động. Biết đâu người đó cũng đã chờ đợi một lời nói yêu của bạn từ lâu rồi thì sao? Với người đã lập gia đình, thì mối quan hệ giữa bạn và người ấy ngày một khăng khít, thậm chí hai người có thể thấu hiểu nhau. Mà không cần phải nói ra thành lời, người ấy chính là động lực để bạn đối diện với khó khăn và sẵn sàng thử thách bản thân trong những mục tiêu mới. Nếu đang nung nấu trong lòng một kế hoạch nào đó, bạn lúc này đừng ngại chia sẻ với nửa kia của mình. Là người ngoài cuộc
thì đối phương có thể có những cái nhìn đa chiều hơn và đưa ra cho bạn những lời gợi ý hữu ích. Xét về phương diện sức khỏe. Nhìn chung, tuổi Tân Hợi không gặp phải vấn đề nào quá lớn trên phương diện sức khỏe trong thời gian này. Đôi khi công việc vất vả có thể khiến bạn cảm thấy hơi mệt mỏi. Song chỉ cần bạn lúc này nghỉ ngơi hợp lý thì sẽ nhanh chóng phục hồi sức lực để có thể luôn khỏe mạnh, có tinh thần hiện thực hóa các mục tiêu. Bạn nên lưu ý đến chế độ ăn uống, cân bằng dinh dưỡng, lối sống khoa học, không nên làm việc quá sức, hạn chế tiệt tùng, đồng thời chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao. Quý khán giả thân mến, người thường đi cúng dường Bồ Tát thì nhất định phải hiểu được tôn chỉ của người thì mới mong được Bồ Tát che chở độ trì. Theo quan điểm của giáo lý nhà Phật, Bồ Tát Quan Thế Âm là biểu tượng của lòng đại bi, nền tảng của mọi công hạnh tu tập mà cũng là chỗ nương cậy, mong cầu cứu khổ của tất cả chúng sinh. Chính vì thế, các bậc hành giả khi tu tập đều quy hướng về Ngài như một tấm gương sáng để noi theo, mà tất cả chúng sinh đang khổ đau cũng quy hướng về Ngài để được che chở, giác dẫn. Cho nên, dù là kẻ quê mùa hay hàng trí giả, chỉ cần có lòng hướng Phật, tu tâm, tu thân hướng thiện, hành thiện thì cũng sẽ được Ngài che chở và phổ độ. Ngài không ghét, cũng không ruồng bỏ bất cứ ai. Thế nhưng, nếu đứng góc độ phàm nhân, Phật Bồ Tát cũng có đối tượng mà Ngài thích và không thích. Người có thể nghe theo và làm theo lời dạy của Phật Bồ Tát, đương nhiên chính là người được yêu quý nhất. Con người không tin nhân quả, phỉ báng Phật, không kính Phật thì làm sao chư Phật Bồ Tát phù hộ cho được. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.